quý bà con. Thì hiện nay theo cái câu hỏi của quý bà con gửi về cho công ty Tuba thì có đặt vấn đề là vấn đề là phòng trừ cái bệnh thối trái trên cây sầu riêng. Thì hôm nay chúng tôi ở công ty Tuba xin phép được giới thiệu với bà con về cái biện pháp là phòng trừ bệnh thối trái trên cây sầu riêng. Thì như bà con đã biết, cây sầu riêng thì có rất là nhiều các loại bệnh, nhưng mà ở cái giai đoạn mà từ trái có khoảng từ 1,5 kg 2 kg trở về sau đó thì nó có một cái bệnh rất là nguy hiểm, đó là bệnh thối trái. Và bệnh này thì nó gây hại trực tiếp lên cái trái sầu riêng, làm cho cái trái bị thối đen và giảm đi chất lượng, thậm chí là nó sẽ rụng, như vậy là giảm năng suất rất là rõ. Cho nên hiện nay thì đối với công ty Tuba chúng tôi thì có xin phép được giới thiệu cái phòng trừ này. Thì khi nào mà cái cây sầu riêng của quý bà con có cái trái từ khoảng chừng 1,5 kg 2 kg trở đi đó, thì bà con có thể dùng cái sản phẩm là Rayford 620, bà con cộng với cái sản phẩm là Bioprosamin. Thì cái liều lượng rất là đơn giản, đó là một cái lít này thì bà con 3-4 lít nước cộng với là 800 g này. 800 g này có nghĩa là nếu chúng ta pha nửa lít này thì cộng với 400 g trong một phi, thì chúng ta phun ướt đẫm cả cái thân lá và kể cả trái, thì như vậy nó sẽ ngăn ngừa rất là hiệu quả đối với cái bệnh là thối trái trên cây sầu riêng. Thì đây là một cái cặp sản phẩm mà rất là hữu dụng và chúng tôi đã ứng dụng nhiều ở trên tất cả các vườn và dùng chuyên canh sầu riêng thì đem lại hiệu quả rất là cao. Thì hôm nay công ty Tuba xin phép được giới thiệu với quý bà con để quý bà con có ứng dụng trên cái vườn cây của mình. Xin cảm ơn quý bà con ạ.